Đường vào Phnom Penh, tác giả Cát Vũ, số 4. Thành phần trên chiếc xe Jeep của tôi, nếu có một nhà văn giỏi tán nhuyễn ra thì cũng đầy một quyển sách hấp dẫn. Chú Mười Vàng quê xứ Dừa, ra trường quân y sĩ từ trước trận chống Càn, Gian Sơn City và bắt đầu về công tác chung với tôi từ Tết Mậu Thân cho đến nay. Ôm Vô Lăng là cậu Biên, con cả đồng chí Trung, người lái xe đi với tôi từ thuở còn dùng Honda 90 đến khi có Gát 69 rồi Jeep. Còn cậu Nguyện thì cũng nối nghiệp của bố. Bố Nguyện đã từng đánh nhau với Mỹ trên chiến trường miền Đông Nam Bộ và Đông Bắc Campuchia. Biên với Nguyện rất lạ cảnh này, nên tôi cứ nhắc Biên vững tay lái, đừng làm cho nhân dân sợ. Còn Nguyện thì tôi nhắc mím kín môi lại, kẻo bụi bám vào răng. Bụi bám vào lông mày, mi bạc như ông già. Thế mà cậu ta cứ há hốc miệng ra. Đoàn xe chúng tôi gào thét van xin mãi, rồi cũng tới được cầu Tông Lê Tút. Ở đây còn cách bến phà Nách Lương 3 cây số, xe của các binh chủng đỗ nối nhau thành một chuỗi dài mấy cây số khít như nêm. Riêng xe tăng và M113 thì không thấy. Đoàn xe chở phà và thuyền ghép của lữ 25 công binh tăng cường cho đoàn 7 vẫn còn nghẽn ở tít phía sau. Trên cầu, hai bên dốc cầu, nhân dân chen chúc nhau đen nghịt, lộn nhào với xe bò xe trận. Có những con trâu trợn tròn mắt trắng dã, vặn nài bẻ ách không chịu đi. Chúng tôi gặp anh Dũng và mấy cán bộ tác chiến đoàn 7 đang nhăn nhó điều khiển túi bụi trên đầu cầu bên này. Đầu cầu bên kia thì anh Giáp, chủ nhiệm công binh, cùng làm việc ấy. Tôi hơi chột dạ, vì vị trí anh Dũng lúc này là ở sở chỉ huy mới đúng hơn. Nhưng nghĩ lại, nếu anh không đi giải quyết một việc cụ thể như thế này thì có khi hỏng việc lớn. Hơn nữa, sở chỉ huy đoàn 7 cách cầu có 300 mét thì làm thế nào anh Dũng có thể ngồi yên trước tình huống như thế này? Trong chiến tranh, nhiều khi về mặt chiến lược, chiến dịch rất thuận lợi, nhưng để trục trặc mà không giải quyết kịp thời một khâu quan trọng nào đó trong chiến đấu thì bị thất bại là thường. Ở sở chỉ huy đã có anh Thẩm chính ủy và chủ nhiệm các cơ quan. Đêm qua, sau cuộc họp ở ngã tư Prasat, chúng tôi đã phân công anh Ba Bì, anh Ngọc Ánh, anh Vịnh, anh Triệu, anh Tuất công binh binh đoàn đi ra Niếc Lương để chỉ huy chiến đấu mở rộng bãi đổ bộ và tìm phương tiện tại chỗ để đưa hai tiểu đoàn bạn và trung đoàn 12 vượt sông đánh chiếm bến phà trong đêm. Đến 3 giờ sáng, anh Ngọc Ánh báo về là không tìm ra một chiếc ghe, chiếc xuồng nào cả. Tôi bảo làm phao bơi và kết bè bằng mọi vật nổi mà vượt. Đến 4 giờ, các anh báo là sông rộng sóng to, đêm tối như mực, phao bè không bảo đảm vượt sông an toàn. Tôi nói cố gắng khắc phục mọi cách để đưa bộ phận trinh sát sang, các anh cũng không giải quyết được. Từ 2 hôm nay, tôi không rời anh Hồ Nam, chủ nhiệm công binh binh đoàn. Hồi 2 giờ khuya, tôi phái anh đi gặp anh Biểu, lữ đoàn 25 công binh ở Prey Nhây để xem phà máy đẩy có điều thêm được gì nữa không. Có điều tôi chắc đến giờ này chỉ có ngần ấy thôi. Hai bộ phà nặng và 24 xuồng gấp. Cầu Đôn So bị xe tăng qua sập nên lực lượng còn lại của lữ 25 công binh vòng trở lại ngã Chi Phu. Đường sình lầy dài hơn 100 km, làm thế nào đến kịp? Nhìn anh Hồ Nam, hai vai xương sẩu, tóc hớt cao đã hoa râm, mắt thâm quầng vì mấy đêm rồi không ngủ, tôi nhớ những ngày công binh mở đường bí mật, đưa pháo bắn thẳng vào Bù Đăng, mở đường bao vây bốn phía Chi Phu, Đồng Xoài, Phước Long, mở đường rừng núi chập trùng, đưa pháo 135 ly vào lót sẵn ở phía tây bắc tiểu khu Lâm Đồng. Với những cây tre, những thùng xăng, thùng nhôm kết phà,
công binh ta đã đưa xe vượt sông Sài Gòn, sông Bé, sông Đồng Nai, sông Vàm Cỏ. Và mới cách đây 13 ngày, với những thùng phi, ta bắc cầu nổi qua sông Vàm Cỏ, cho toàn bộ đoàn 341 bí mật vượt sông để cùng với đoàn 2 bao vây, tiêu diệt gọn 3 trung đoàn nòng cốt đi đầu của 3 sư đoàn địch ở Bến Sỏi, Tây Ninh. Nhưng ta chưa từng vượt sông lớn, mà bờ bên kia địch có một hệ thống phòng ngự kiên cố mà học thuật quân sự gọi là vượt sông bằng sức mạnh. Ta chiếm bờ bên này rồi, chậm giờ nào địch củng cố thêm bờ bên kia giờ ấy. Vì thế mà chúng ta chạy vạy lo lắng biết bao nhiêu từ hôm qua đến nay. Và thực sự là ta đã lo việc này từ trước đây 2 tháng rồi cơ mà. Thế nhưng đến giờ này thì chỉ có được ngần ấy thôi. 2 bộ phà đẩy mỗi chuyến 45 phút, chuyển suốt 12 giờ không trục trặc gì thì được 64 xe tải. Nếu xe tăng thì bằng một nửa số đó. Biết làm sao bây giờ? Thời gian là thế, là lực. Thời gian là xương, là máu. Mê Công, dòng sông thân thiết, đã tưới mát tâm hồn thơ trẻ. Hôm nay sao Mê Công lại thiêu đốt lòng tôi? Chương 4. Vượt sông. Sau khi dặn dò thứ tự ưu tiên xe cộ cho anh Giáp, chúng tôi lao ra bến phà Nước Lương. Còn cách bến phà độ 1 km, tôi dừng lại dãy nhà bên phải, gọi anh Hữu, trung đoàn trưởng trung đoàn 12, lên xe cùng đi xuống bến phà. Vừa đi, anh Hữu vừa báo cáo tình hình. Nước Lương đây rồi. Trên bãi xe giải nhựa, rộng bằng cỡ bến xe các tỉnh, ngổn ngang, nào xe nào pháo, một vài xác lính địch còn kẹt trong đó. Trận chiến đấu đêm qua và cuộc tháo chạy hỗn loạn của quân Pol Pot còn để lại cảnh tượng tàn phá gớm ghiếc. Từ phía bên kia sông, tiếng trọng liên, đại liên của địch chĩa nòng bắn sang nghe rất gần, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng đạn súng cối lớn nhỏ đủ cỡ. Tiếng súng nhỏ ở hai phía hạ lưu và thượng lưu chốc chốc lại nổ rộ lên từng chập một. Những đám khói còn nghi ngút thỉnh thoảng bốc cao, mùi vải cháy, mùi thuốc súng, mùi dầu mỡ, mùi mắm bò hóc xông lên nhức đầu chóng mặt. Rải rác đó đây còn vài xác địch nằm sóng xoài sau gốc cây bờ tre. Anh em nói đã làm vệ sinh chiến trường rồi nhưng vẫn còn sót. Tôi nhắc anh em đừng vứt xác địch xuống sông làm ô nhiễm nguồn nước. Thấy tôi nhìn vào đống xe cộ ngổn ngang lấp mất đường xuống bến, anh Hữu báo ngay: xe pháo của địch đấy anh ạ. Nhưng thật ra thì cũng có mấy chiếc của ta. Anh Cẩm, tham mưu trưởng đoàn 4, chạy đến gặp tôi mừng rỡ. Anh bảo là anh mượn đường hành quân đi xuống Piêm cho nhanh. Tôi hỏi sở chỉ huy đoàn 9 hiện ở đâu. Anh bảo anh Ba Hồng, tư lệnh đoàn 9, đã lên Trà Bét. Đoàn 9 đang đuổi địch hướng nam đường 1, nhưng sợ chậm nên muốn đưa một bộ phận đi cơ giới theo đường bờ sông để nhanh chóng xuống chặn địch, không cho chúng chạy qua sông về phía tây. Vừa kịp thời đảm bảo sườn trái cho đoàn 7 vượt sông kịp thời như nhiệm vụ đoàn 9 đã nhận ở binh đoàn. Tôi nói với anh Cẩm: không được, đi đường này làm trở ngại đoàn 7. Bộ phận xe trinh sát đã tới nơi rồi thì có thể đi tiếp, còn các xe khác thì phải quay lại ngay. Vừa lúc ấy cũng gặp anh Ba Bì, tham mưu phó binh đoàn, và anh Thuyết, trung đoàn trưởng 14, đến bãi xe. Anh Thuyết khoe ngay một thôi, nào là xe, nào là pháo, nào kho đạn, kho xăng, khí tài, thông tin, công binh, xe ủi đất, nào kho vải, kho máy bay, toàn của Trung Quốc mới toanh. Trong kế hoạch tác chiến, ai cũng biết đây là hậu phương của quân khu Đông và là vị trí phòng thủ của một trung đoàn địch. Anh Ba Bì ngắt ngang lời anh Thuyết: biết rồi, nói mãi, tôi đã giao cho hậu cần và công binh canh gác bảo quản. Anh Ba Bì vừa đi vừa báo cáo qua tình hình và phân trần tại sao đêm qua không thể nào vượt được sông, dù ít nhất cũng một bộ phận trinh sát. Chúng tôi đi xuôi theo bờ sông xuống phía nam. Ở đây là chỗ chính của thị trấn, có nhiều phố xá, nhà lầu, trước đây là cửa hàng của Hoa Kiều, nay địch lấy làm kho chứa hàng chiến tranh, xưởng may quân trang, trạm sửa chữa xe pháo.
anh Ba Bì đưa tôi vào một nhà lầu 3 tầng. Trên đó ta đặt đài quan sát pháo binh. Vào trong rào sắt của ngôi nhà, tôi thấy mấy chiến sĩ ta đang dỡ vải và bàn máy may từ trên 3 chiếc xe tải xuống sân xi măng. Tôi bực mình hỏi như quát: "Các đồng chí làm cái gì thế?" Anh Ba Bì đỡ lời ngay là anh em chất hàng xuống để lấy xe cơ động. Chúng tôi theo thang gác lên đến sân thượng thì gặp anh Thạnh, trung đoàn trưởng trung đoàn 210, pháo binh thuộc đoàn 7, và anh Minh, lữ đoàn 24, pháo binh của binh đoàn, đang lúi húi với tổ trinh sát đánh dấu các hỏa điểm và công sự địch. Lúc ấy là 8 giờ 35 phút. Qua ống nhòm, các anh hướng dẫn tôi quan sát phía bên kia sông. Địa hình không khác hơn như hình dung trên bản đồ bao nhiêu. Bờ sông đất bồi thoai thoải. Cách mép nước độ 100 mét là bãi hoa màu, có 2 tầng công sự có nắp hẳn hoi, thấy địch dọ dậy trong đó. Kế đến là xóm làng có dừa, cau và cây ăn quả. Nhà cửa thưa thớt, có chỗ mỏng nhìn thấy ruộng, bờ đê và con rạch phía sau phun. Từ quốc lộ số 1 mọc ra một con đường đá đỏ chạy dọc xuống nam, vòng ra sau làng, thấy rõ cây cầu gỗ bắc qua rạch. Quốc lộ 1 từ bờ sông phía bắc ngoặt qua bến phà, chạy giữa hai khu vực doanh trại đủ chứa 2 tiểu đoàn, còn trơ những lô cốt xi măng cốt thép thời Pháp, bên ngoài có rào thép gai. Bến phà bên ấy chếch về phía nam so với bến bên này độ 300 mét. Bờ bên ấy không có nhà tầng phố xá như bên này. Đối diện với phà bên này là chót mũi Cù Lao lớn từ phía bắc thò xuống. Từ bờ sông bên ấy, nếu địch trèo lên cây thốt nốt, cây dầu như chúng thường làm, thì có thể nhìn thấy dọc bờ sông bên này, nhưng bị che khuất bởi phố xá và cây cối nên không nhìn rõ bãi xe và con đường một. Bờ bên này ưu thế hơn bờ bên kia nhiều. Tôi mừng lắm. Kế hoạch vượt sông như vậy là chính xác. Theo kế hoạch dự kiến thì trung đoàn 12 cùng với tiểu đoàn 3 bạn được pháo binh yểm hộ mạnh mẽ, đổ bộ phía hạ lưu, vòng qua phía tây, vào sâu trong ruộng bao vây 2 tiểu đoàn phòng thủ ở khu vực bến phà, đánh hất chúng ra sông. Sau đó phát triển tấn công mở rộng đường 1 vào chiều sâu từ 8 đến 10 km để đẩy trận địa pháo 105-122 của địch ra khỏi tầm bắn đến bến phà. Kế đó tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 7 của bạn và trung đoàn 14 tiếp tục vượt sông thay cho tiểu đoàn 3 bạn và trung đoàn 12 chiếm giữ và mở rộng bến phía tây. Còn trung đoàn 209 thì ở cách đông phà Nách Lương chừng 10 km, chuẩn bị các mặt làm mũi nhọn thọc sâu với xe tăng. Căn cứ vào địa hình địa thế bên ấy, địch chỉ có thể bố trí từ mép nước vào làng đến bờ đê phía sau, chiều sâu không quá 300 mét. Còn chiều rộng, nếu chiếm hết cái làng bao gồm nam bắc bến phà thì không quá 800 mét. Với hỏa lực của ta, cộng thêm pháo đạn chiến lợi phẩm của địch để lại dọc bờ sông, ta chỉ cần xoay nòng lại, tạo thành mật độ 10 mét một khẩu pháo cối, thì địch không thể nào chịu nổi. Chúng tôi phân cho anh Thạch lo củng cố lại hệ thống hỏa lực bắn thẳng và súng cối, còn anh Minh tổ chức hệ thống hỏa lực pháo cầu vồng. Hai anh cùng lên một kế hoạch hỏa lực thống nhất, 1 giờ nữa phải hoàn chỉnh. Chúng tôi vừa xuống tầng dưới thì pháo địch từ hướng đường 1 bắt đầu bắn đến. Đạn nổ rất gần, mảnh bay rào rào. Anh Phùng, trưởng ban tác chiến binh đoàn, trước đây vốn là cán bộ pháo binh, buột miệng: "Pháo ta đâu? Không trị tụi nó, coi chừng nó bắn cháy bãi xe của mình." Anh Thạnh hạ giọng, móc ngoéo: "Báo cáo đồng chí phó phòng tác chiến, lệnh của binh đoàn khi chiếm bến phà Ních Lương chỉ được dùng súng nhỏ và cối 82 trở lại, không được dùng pháo, không được nổ các loại súng để báo cho địch là ta có cấp trung đoàn sư đoàn ở đây." Thật thế, từ lúc chúng tôi đến bến phà Ních Lương, địch bên kia sông bắn đủ các loại súng, nhưng ta vẫn chưa bắn trả. Ở phía nam và phía bắc, thỉnh thoảng nở rộ các loại súng bộ binh khi ta đánh địch phản kích. Chỉ có xa xa về hướng đông nam, hướng đoàn 9 truy đuổi sư đoàn 805 của địch là súng pháo nổ nhiều. Một phát pháo nổ phía sau ruộng, cách nhà 3 tầng chúng tôi chừng 200 mét. Phát thứ hai nổ ngoài bờ sông. Anh Thạch bảo: "Tụi nó bắn bao bọc, chính hiệu Trung Quốc đấy, coi chừng nó bắn hiệu lực."
Chúng tôi không ai bảo ai, cứ ở lại trong ngôi nhà. Đúng như anh Thạnh nói, một loạt đạn pháo rơi nổ phía sau, nhà bếp bốc cháy, khói lùa vào nhà lầu. Anh Hồ Nam phát hiện sau nhà có con đê, giữa con đê có xẻ dao thông hào. Chúng tôi đi ra đó. Con đê này chạy song song cách đường 1 độ 200 mét. Nhiều đoạn dao thông hào có nắp và thiết bị bắn cho các loại hỏa lực ra phía đường 1. Chúng lót cả chiếu ván để nằm ngủ tại chỗ. Nhiều xác địch còn nằm còng queo bên khẩu DKZ loại đại liên. Quan sát kỹ dấu vết, chúng tôi tấm tắc khen anh em trung đoàn 12 và ba tiểu đoàn bạn đêm qua đánh rất khôn ngoan. Các vết đạn và vết chân của ta đều đi từ hướng nam lên, đánh vào phía sau lưng địch. Nếu cứ lông ngông đi trên đường 1 thì dù là xe tăng cũng phải phơi xác. Ngồi trong giao thông hào, chúng tôi phân nhau. Anh Hồ Nam đi về hướng cầu Tông Lê Sốt, đưa cho được phà lên. Làm gì cũng phải đưa cho bằng được đại đội 12 thuyền ghép lên trước. Anh Hữu đi tổ chức cho trung đoàn 12 vượt sông. Anh Phùng về sở chỉ huy báo lại tình hình và ý định của tôi ở bến vượt cho bộ tư lệnh đoàn 7 chặn tuyệt đối không cho xe xuống bến và báo cáo về sở chỉ huy cơ bản binh đoàn. Tôi và anh Ba Bì, anh Tám Danh đi chuẩn bị bến vượt. 10 giờ 30 phút, anh Hồ Nam đưa được 3 xe chở 20 thuyền ghép xuống. Đội thuyền này mới được điều từ hậu phương đến. Anh em chưa chiến đấu lần nào. Tôi thì chưa thấy mặt mũi chiếc thuyền ra sao. Đồng chí đại đội trưởng cho biết mỗi thuyền cần 6 người ghép trong 5 phút là xong. Nhưng anh em chỉ có 2 người mỗi thuyền. Y ạch lắp ráp mất 20 phút. Pháo cối địch vẫn bắn mạnh dọc theo bờ sông. Đạn pháo 130 ly bay vun vút qua đầu, rơi nổ dọc theo đường 1. Chiến sĩ đại đội thuyền thỉnh thoảng lại nằm xuống tránh mảnh đạn nên đã chậm lại chậm thêm. Tôi vừa làm thợ vịn, vừa hụ hợ động viên chung chung, vừa hỏi tính năng tác dụng của thuyền. Lắp xong một chiếc tôi hiểu rồi, tôi cho vệ binh đi gọi tiểu đoàn 6, trung đoàn 12 và trinh sát xuống phụ. Đội thuyền ghép chia thành hai bến, do anh Hữu chỉ huy một bến và anh Ba Bì phụ trách một bến. Bến của anh Hữu cách cầu phà Nách Lương độ 600 mét, còn bến anh Ba Bì thì cách 1000 mét về phía hạ lưu. Trên đài quan sát pháo binh, tôi nhìn rõ hai bến vượt sông. Bãi đổ bộ bên kia là phía đuôi làng, cây cối lưa thưa, địch không thể bố trí lực lượng lớn được. Sức chở mỗi thuyền được một trung đội, nhưng chuyến đầu tiên chỉ cho đi nửa số thuyền và mỗi thuyền chỉ chở một tiểu đội trinh sát. Lúc ấy là 11 giờ 45 phút, một trận hợp đồng đơn giản nhưng rất đẹp. Bằng một hiệu cờ ở bãi đổ bộ, sở chỉ huy pháo binh trên nhà lầu phát tín hiệu cho pháo ta bắn đồng loạt. Một tràng tiếng nổ động đất, những bức tường lửa dựng lên suốt chiều dài một cây số bên bờ sông. Hai đội thuyền, mỗi đội 5 chiếc, thành đội hình chữ A mở hết tốc độ. Thuyền đang lướt băng băng thì đại liên địch quét đạn cày trên mặt nước. Các loại đạn cối rơi lụp bụp quanh thuyền. Đội hình thuyền chỗ anh Hữu rối loạn quay mũi trở lại. Anh Ba Bì vừa thét vừa phất cờ ra hiệu cho anh em phải tiến. Đội thuyền vòng lại độ 80 độ tiếp tục tiến. Được hơn một chốc, đội thuyền lần lượt tắt máy dừng lại. Năm chiếc chỗ anh Ba Bì không bị địch bắn bao nhiêu cũng tắt máy trôi lềnh bềnh. Trong ống nhòm, tôi nhìn thấy anh em kẻ chèo người bơi. Lúc này quân địch bị pháo ta đánh mạnh và bắn trúng nên chúng bắn ít đi và phần nhiều là đạn bay lên trời. Một số địch bỏ bãi sông chạy vào làng. Thuyền cập bờ, pháo ta chuyển làn. Các chiến sĩ trinh sát nhảy lên bờ, lợi dụng địa hình vừa chạy vừa bắn trên bãi màu thoai thoải trong làn khói vừa tan. Hỏa lực của ta tiếp tục áp chế để anh em chèo thuyền vào bờ. Bên này mất hơn 15 phút. Thì ra hồi nãy, đoàn thuyền muốn quay lại là vì máy nổ đã có triệu chứng hỏng hóc đồng loạt chứ không phải anh em sợ trúng đạn địch. Trong lúc chúng tôi động viên anh em cất máy nổ dùng chèo bơi đưa tiếp bộ đội sang sông thì anh em kỹ thuật đã phát hiện được máy nổ hỏng vì máy mới chưa già trơn mà anh em mở ga quá nhỏ. Lúc bờ bên kia trinh sát ta chiếm được đuôi làng, đang đánh ép vào sườn địch phía bắc để mở rộng bãi đổ bộ, thì đội thuyền thứ hai gồm 12 chiếc xuất phát, mỗi chiếc chở một trung đội đủ. 12 chiếc máy nở rộ lên như một cuộc đua mô tô, chỉ 7 phút, một chuyến đi về.
Đến 13 giờ, hoàn thành đổ bộ trung đoàn 12 và tiểu đoàn 3 bạn. Đến 14 giờ 20 phút, trung đoàn 12 và tiểu đoàn 3 bạn phối hợp với hỏa lực sấm sét chiếm xong đường số 1 và bến phà phía Tây, bắt nhiều tù binh, phát hiện nhiều xe pháo kho tàng của địch. Tiếp theo, trung đoàn 14 rồi tiểu đoàn 12, tiểu đoàn 7 bạn lần lượt vượt sông chiếm lĩnh bến phà phía Tây cho trung đoàn 12 và tiểu đoàn 3 bạn phát triển tấn công theo đường 1. Lúc ấy, anh Hồ Nam và anh Biểu đến báo cáo là tiểu đoàn 12 công binh đã lắp xong hai bộ phà nặng, đề nghị cho chạy thử. Tôi đi lên phà bến với hai anh em. Pháo địch từ đường 1 phía thượng nguồn bắn lên khá dày, có cả pháo 130 ly, hai khoang thuyền bị lủng. Pháo ta được lệnh kiềm mạnh nhưng không dập tắt được. Chúng tôi cho một phà chạy thử, chúng bắn khá chính xác làm hai đồng chí công binh bị thương. Vốn liếng chỉ có hai bộ phà nên tôi đồng ý với đề nghị của anh Hồ Nam và Biểu cho dỡ phà phân tán dọc theo sông, chờ trung đoàn 12 trục xuất được pháo cối địch rồi sẽ lắp lại để đưa xe pháo vượt sông. Trung đoàn 12 và tiểu đoàn 3 của sát tha báo cáo về. Theo cung tù binh thì bọn địch phòng thủ ở bến phà phía Tây gồm có đủ các thành phần của sư đoàn 805, 703, 340 và lính tỉnh Kandan do tiên Gen, tổng tham mưu phó Khmer Đỏ trực tiếp chỉ huy. Gen có thể đã chết rồi. Chúng cho biết rằng ở dọc đường 1 có một lực lượng mới đến hòng ngăn chặn đường vào Phnom Penh. Lúc bấy giờ là 15 giờ ngày 6 tháng 1 năm 1979. Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc được ghi âm trong một khách sạn 1 sao tại thành phố Hồ Chí Minh trong một chuyến công tác của Uyên Uyên Việt Nam. Thành thật cáo lỗi và mong được thông cảm. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.